Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Blade đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc các nguyên âm phụ âm chuẩn quốc tế nhé. Phần nguyên âm có hai phần, đó là phần ngắn và dài, short, long. Bây giờ mình sẽ đọc cả hai nhé. Y Bây giờ mình sẽ đọc nguyên âm đôi. Và bây giờ mình sẽ đọc phụ âm. B b b g g g z